Phương rồi, hello mọi người ha. Nay Phương sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà chúng ta biết tổng điện nhà của chúng ta xài bao nhiêu. Giống như cái lời cái anh kia nói á, Phương nói là phải coi cái tổng điện nhà thì bao nhiêu. Thì anh ấy nói là hiện tại là không có biết. Thì thực sự luôn là cũng hơi khó cho người không chuyên. Nhưng mà Phương sẽ có một cái cách này để cho mọi người á có thể yên tâm sử dụng một chút. Và nếu như mà làm thì có thể là sau đó thì nếu mà cần cái gì á thì cứ DM comment đồ đó hay là gửi Zalo cho Phương sẽ hỗ trợ cho nha. Còn hiện tại thì Phương chỉ một cái cách mà gọi là chung chung nhất để cho mọi người có thể nắm được là về cái điện ở nhà của mình á, ở đây là điện 3 pha nhưng mà Phương sẽ chỉ nha, tại vì ở công ty của Phương á không không có điện cái CP đôi như vậy, còn là điện 3 pha không à, nhưng mà nó giống 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 nhau tại vì Phương chỉ thì mọi người có thể hình dung được. Bây giờ để cho mọi người có thể biết được là điện ở nhà của mình cái thời điểm chạy cao nhất là khoảng bao nhiêu ampe, và cái thời điểm mà đó thì chúng ta nên và chúng ta sử dụng cái con CP là khoảng bao nhiêu ampe là cho nó phù hợp, và khu vực nào chạy có quá tải gì đó không thì mọi người cũng có thể biết được. Nhưng mà bắt buộc ha, mọi người phải trang bị cho Phương một cái đồng hồ rẻ mắc gì cũng được, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình thì chúng ta có thể mới mới làm được câu chuyện này nha. Phải cái đồng hồ hiệu kia em biết kẹp của Phương thì hiện tại Phương đang xài, còn mọi người có thể là ra ngoài mua cái đồng hồ có vài trăm ngàn cũng được. Thì trong bài thì Phương có thể để một số link để cho mọi người có thể mà tự đó mua, Phương không buôn bán nha, Phương chỉ sợ link Phương để cho mọi người có thể tham khảo tự mua thôi. Rồi giờ Phương hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi, cái này Phương sẽ nói nhanh, cũng không có gì. Đây, đây là cái em bay kẹp. Em bay kẹp nghĩa là như vậy nè, nó mở ra nó kẹp vô lại nè, đó ha. Thì các bạn, mọi người ở nhà, chúng ta mua cái loại này thì nó nằm, nó tầm khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu. Đó, có rất nhiều clip, trong clip nào Phương cũng đa số Phương sử dụng cái này, nó rất tiện ha. Thì hiện tại thì anh em của Phương đang sử dụng hiệu này và Phương đều ai hỏi thì Phương đều tư vấn loại này, nhưng mà không có tiền thì nó cũng cực, hoặc là không thích mua đồ mắc quá thì nó cũng không có hợp lý, thì sẽ có một số cái hiệu khác. Thì giờ Phương nói vô vấn đề nha. Giờ ở nhà ai cũng vậy, hai con này như nhau thì Phương chỉ một con một thôi. Ở nhà thì đây là con 3 pha, thì chúng ta ở nhà chúng ta thấy là nó chỉ có cái con nó hai tép vậy nè, chúng ta thấy nó có con nó có hai tép thôi ha. Hai tép thì đương nhiên phải hai sợi dây, cái con này nó ba lận nên nó ba sợi dây, thì giống nhà chúng ta có hai sợi dây ha, chúng ta cứ hình dung là nó có hai sợi dây vậy thôi đó. Thì hiện cái mà tùy theo Phương thấy là hiện tại tất khoảng 70-80% là nhà đã có cái con CP hoặc là cái cầu dao, thì hoặc là cái cầu dao chưa có CP hoặc là có cái cầu dao mà gật qua gật lại ha. Thì mọi người phía đằng trước, giả dụ ha, cái này là phía trước nè, là của điện lực nó vô nè đó, cái phía dưới á, mình can thiệp được phía dưới nè, đó phía dưới nè mọi người thấy không, thì chúng ta khi chúng ta tắt điện xuống thì như vậy nè, chúng ta tắt xuống vậy nè, dưới này nó không có điện nè đó, đúng không nè. Giả dụ mà Phương bật lên cho mọi người coi nè, nè bật lên nè có điện nè, tắt xuống nè, khi chúng ta tắt xuống thì chúng ta thao tác chúng ta thấy kiểm soát được bên dưới đó ha. Thì hiện tại là bên này đang có điện nè, nó đây đó thấy không, đang đây có điện nè. Thì mọi người á, cái thời điểm mà chúng ta để mà chúng ta kiểm là không phải thời điểm nào chúng ta cũng kiểm được, ở nhà chúng ta chỉ kiểm được vào những cái thời điểm mà chúng ta nhắm là chúng ta sử dụng nhiều nhất. Sử dụng nhiều nhất là cái gì, cái thời gian vào buổi trưa, buổi trưa này thì gồm có ví dụ như chúng ta có mở thêm máy lạnh ngủ nè, chúng ta có thể mọi người cùng nhau quây quần ăn uống, điện thắp đèn sáng quạt nè, rồi chúng có nghĩa là cái thời điểm mọi người canh cái thời điểm là mà sử dụng ngày sử dụng nhiều điện nhất, thì bắt đầu là chúng ta ra ngay cái chỗ có con CP á, hoặc là đằng sau cái cầu dao á, cái cầu dao nha, có lúc mà chúng ta có điện á ha, là chúng ta kẹp vô vậy nè đó mọi người thấy không, chúng ta kẹp vô một sợi thôi nó nổi lên nè. Cái này gọi là cái ampere. Thì trên cái con CP thì mọi người cũng có thể hình dung là trên cái con CP á, nó cũng gọi là nó có cái ampere. Thì đây nè, Phương chỉ nha.
Ví dụ như con này nè là 16 ampe nè. Thông thường ở nhà chúng ta hay sử dụng là 25 đến 32 ampe. Thì nếu như cái thời điểm đó mà mọi người coi nha, ví dụ như là chúng ta phải đo vào nhiều thời điểm, ví dụ như thời điểm trưa hoặc là thời điểm tối mà chúng ta nè, tại những lúc chúng ta làm á, thì mặc nhiên là ví dụ như tủ lạnh, máy lạnh đồ chạy nè, nhưng có thể là bơm nước nó không chạy, thì mọi người cứ đo bình thường đi, ví dụ như 10 ampe thì mình cộng trừ đâu đó khoảng mấy ampe nữa, ví dụ như 3-4 ampe nữa cho có bơm nước là nó làm khoảng 13, thì nếu như ở nhà chúng ta sử dụng khoảng 16 ampe là ok, 16-17 ampe. Và thậm chí là những cái lúc mà chúng ta nấu nướng rồi nè, những cái bếp á, cái bếp điện nữa, bếp điện từ hay là bếp phòng ngoại hay cái lò nướng nữa nó cao, thì lúc đó chúng ta gọi là cái thời điểm mà sử dụng nhiều điện nhất. Thì mọi người canh nha, tại vì mỗi nhà mỗi cái cách sinh hoạt khác nhau, nên là chúng ta cứ canh cái thời điểm nào điện nhiều, điện nhiều nhất đó chúng ta kẹp vô, rồi chúng ta coi thử thôi khoảng bao nhiêu cái thiết bị nó chưa có chạy đó, chúng ta phải nhắm có bao nhiêu thiết bị. Ví dụ như là lúc đó không có máy lạnh nè, máy lạnh thì mình cộng thêm cho nó 5-7 ampe đó, rồi bơm nước nếu như nó chạy, nhưng mà cái đó là gọi là không có đồng thời, nên là những cái thời điểm nó không được tính. Thì chúng ta chỉ kịp cái ổ nước cộng vừa, ví dụ như nè đây 9 ampe nè, ví dụ như lúc đó là mình cộng cho nó thêm một cấp nữa đó, 9-3-12 còn cái này con này nè, nếu như vậy chúng ta chạy khoảng 16 ampe là ok nó đó. Chúng ta chỉ việc ra mua 10 PCB 16 ampe, hoặc chúng ta coi thử PCB nhà chúng ta có phải là có con này 16 ampe rồi đúng không, vậy là ok an toàn. Cái đó là một cái cấp của bà, chúng ta đo được, chúng ta biết là cái con PCB đó đã đủ cho điện nhà chúng ta sử dụng chưa. Hoặc là chúng ta có thể là, mọi người nhớ nha, mọi người để cái tay vậy nè, mình rời vô chỗ mấy cái điểm nè, mình coi nó có nóng hay không ha, rồi vô đây nè, để vậy nè, rồi coi nó nóng hay không, nó ấm bình thường sơ sơ thì ok, nhưng mà nó nóng là không được nha. Chúng ta phải coi lại, một là tiếp điểm nè, những cái chân này nè có thể là nó lỏng nè, chúng ta phải siết lại ha. Nhưng mà đối với Phương thì Phương quen nha, mọi người không quen thì phải cúp cái con CB xuống như vậy nè, chúng ta mới đút vô chúng ta siết nha, đừng có giống như thầy Phương nói ha, Phương khuyên thiệt nè, đút vô siết nó, cái con này thì do nó đang lỏng ha đó, mọi người đút vô, mọi người siết lại, siết tới một lần thôi, đừng siết quá nó phải tắt con CB hư đó. Thì bởi vậy nó là Phương nó nói là mọi người hãy kiểm tra, tự kiểm tra bằng cái đồng hồ của mình là được ha. Đó, cứ kẹp vô cái dây, một dây một thôi nha. Ví dụ như cái đó là cái dây đôi, nó có cái dây đôi ha, mọi người hình dung không, nó cái dây đôi là giống như là cái sợi dây, nó có hai sợi dây, nó nằm ở trong một cái bọc này á, đây không có sợi dây đôi nha. Thì mọi người phải đảm bảo cho Phương là mọi người chỉ đo một dây thôi. Đây nè mọi người, ví dụ như hai sợi, mọi người tách cái sợi dây ra nó có hai sợi đúng không, thì phải đo một sợi dây thôi nè đó, cứ phải là một sợi nha. Cái này là Phương đo, cái này là sợi cáp này cáp lớn, ví dụ như nè nó hai sợi đúng không, rồi ok Phương cũng chỉ đo một sợi thôi nè, cái này nó không có điện nên nó không có đó, mọi người chỉ được đo một sợi thôi nha đó, cái sợi lớn sợi nhỏ gì cũng vậy, cứ phải đo một sợi thôi là được. Rồi cái thời điểm Phương nhắc lại ha, có mấy điểm quan trọng. Một, thời điểm đo là thời điểm sử dụng nhiều thiết bị nhất, tại vì điện nhà mình xài không có đồng thời. Hai, chúng ta kiểm tra PCB coi đó. Còn nếu như mà mọi người mà xuống, ví dụ như đi xuống nhà bếp, chúng ta thấy cái đó chúng ta không có biết thì cái điện như thế nào, cái đó nó sử dụng có nhiều điện không, chúng ta cũng lấy ngay cái chỗ cái ổ cắm mà chúng ta cắm vô á, chúng ta thấy nó có hai sợi vô ổ cắm thì chúng ta cũng mở ổ cắm ra, chúng ta cũng lấy cái này chúng ta kẹp vô cũng một ổ cắm như là được ok đó. Rồi thì công việc kiểm tra cái tải điện, cái này gọi là kiểm tra tải điện thôi, coi có đủ hay không, thì nó chỉ là như vậy thôi mọi người. Thì hôm sau Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách mà ví dụ những nhà ai á mà còn cái cầu dao, thì để Phương kiếm cái cầu dao đã, cái cầu dao để cầu qua CB để cho mọi người sử dụng, tại vì còn cầu dao nó khi mình gật qua gạt lại á nó bị nghẹt điện, nó rất nguy hiểm. Thì giờ chúng ta chỉ việc sử dụng con CB nè, bật xuống bật lên nè, nó rất an toàn, nó dễ bật. Rồi vậy ha. Rồi video của Phương là để hướng dẫn cho mọi người kiểm tra một cái tải điện đến đây là kết thúc. Hy vọng lúc mà mọi người coi video mà chưa có đăng ký kênh Phương thì ủng hộ Phương bằng một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.